Chào cả nhà và quý vị khán giả. Thì hôm nay mình Linh chia sẻ với quý vị các bạn một số thông tin. Trong những ngày qua thì một số người đang làm từ thiện để giúp đỡ những người khó khăn trong đợt dịch này. Thì trong đó có một số thành phần không tốt đã có những lời ăn tiếng nói đó để gây ra mất đoàn kết trong việc những người đang thực hiện giúp đỡ những người khó khăn trong mùa dịch này. Thì mới đây trên trang cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải đã phát hiện một người mạo danh đó, có một nick là Facebook y xì ông Đoàn Ngọc Hải luôn. Thì ông Đoàn Ngọc Hải này cũng chia sẻ là cần phải trừng trị những người mà giả mạo ông. Đó, tức là lấy tên của ông để làm một nick Facebook để làm mất đoàn kết trong nội bộ. Thì ông Đoàn Ngọc Hải cũng có chia sẻ là cái nick Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải á, là có dấu tích xanh được được cấp vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 này. Thì chúng ta cũng biết là ông Đoàn Hải là có dấu tích xanh nên dễ phân biệt được. Thì trong thời gian qua ông Đoàn Ngọc Hải mình cũng biết và quý vị cũng biết rồi, ổng đang làm một cái từ thiện, nói chung là đi khắp nơi để giúp đỡ những người khó khăn, không những vùng sâu vùng xa còn ở trên vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nói chung là ổng đi giúp rất là nhiều nơi. Thì song song bên cạnh đó, ca sĩ Việt Hương cũng đã hỗ trợ những chiếc xe cho ông Đoàn Ngọc Hải. Với hàng ngày thì Đoàn Việt Hương cũng góp lương thực, nói chung là số tiền mà Việt Hương nhận được đó là cũng là số tiền mà Mạnh Thường Quân ở nước ngoài nó quyên góp để mà giúp đỡ những người dân trong mùa dịch này. Thì song song bên cạnh đó có một số thành phần, nói chung là anti-fan, nói chung là không thích những người mà không thích nó, những người nghệ sĩ trong suốt thời gian này thì chúng ta cũng đã biết rồi, tức là hôm ngày 8 tháng 8 chị Việt Hương này lên livestream thì có một số fan nói chung là dùng những từ ngữ rất là, nói chung là nó không có phù hợp, tức là dùng cái những từ ngữ nói sốc. Rồi cùng lúc đó thì chị Việt Hương cũng đã lên tiếng thẳng thừng với những người như thế đó. Thì trong thời gian này dịch bệnh thì nó đang rất là phức tạp đó, thì người ta đã giúp những người khó khăn rồi thì mình không có việc gì thì mình đừng có nhảy vô để mà xào xáo với công việc của người ta đó. Mình không ủng hộ người ta thì mình đừng có lên tiếng này nọ, tốt nhất là mình nên im. Chứ đừng, người ta đang đi giúp mà đỡ những người khác thì mình ở đây á, mình người ta không chia sẻ thì mọi người nói là mày có giúp gì đâu, tới người ta lên chia sẻ thì lại nói là có giúp được chút ít lên chia sẻ này nọ. Không lên chia sẻ thì mọi người cũng nói, mà lên chia sẻ thì mọi người cũng nói. Thì Việt Hương á, với những ca sĩ khác, nói chung là rất là nhiều ca sĩ hiện tại người ta cũng đang chung sức chung lòng cũng như quyên góp từ nước ngoài cũng như trong nước, người ta ủng hộ. Như hôm 11 tháng 8 này ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã tặng 300 triệu khi đi hát là miễn phí tại những khu cách ly của bệnh viện dã chiến, thì tặng 300 triệu kèm trong đó là 30 triệu, nói chung là tiền mua cá hộp vậy đó. Nên mấy bạn lên đừng có xào xáo với công chuyện của người ta nữa, tốt nhất là mình nên im lặng, ủng hộ động viên cho người ta. Còn mình không thích mình đừng có nhảy vào, mình thích ai đó thì mình cứ tôn trọng người đó, còn mình không thích người ta thì mình cứ im.
Thì cái câu chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải á, thì ông Đoàn Ngọc Hải này mong muốn mọi người sẽ đồng lòng đó, phải trừng trị những kẻ mà đã dùng cái nick giả Facebook của ổng á, để lên để mà làm mất đoàn kết trong nội bộ cũng như trong công việc của ông Đoàn Ngọc Hải trong những ngày gần đây. Thì chúng ta chú ý nè, nick nick của ông Đoàn Ngọc Hải là có dấu tích xanh nha, đó chúng ta dễ phân biệt hơn. Còn một số nick khác á, người ta nói chung là người ta không thích ông Đoàn Ngọc Hải, người ta sẽ xuyên tạc và nói xấu đó. Người ta không giúp được gì rồi nhưng mà người ta lại chống phá những người đang giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Còn những bạn mà không thích đó thì mình đừng có nhảy vô comment đó bậy bạ, để cho người ta giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bởi vì chị Việt Hương á, hôm trước là lên livestream mà khóc á, quý vị biết tại sao? Nhiều khi á, mình đã giúp hết mình rồi, Việt Hương cũng có kể là hai vợ chồng cũng phải đem tiền bản thân ra, rồi một phần là tiền của những người nước ngoài đó ủng hộ để mà mua những chiếc xe rồi rau củ quả hàng ngày để mà giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn trong mùa dịch này. Thì có một số lại nhào vô nói này nói kia, bởi vì chị cũng ức chế chứ bộ, nếu mà mình đã cố gắng làm hết sức mình đó mà người ta lại không không khen mình mà lại vô nói xấu mình, cái lúc đó mình cũng phải ức chế thôi, ai cũng vậy. Mình chỉ chia sẻ như vậy thôi, mong là những ai mà trong lúc này không giúp được gì cho xã hội thì đừng nên nói những lời không tốt đẹp để cho họ giúp những người đang gặp khó khăn trong công việc của họ.